râu, không cho nó kêu rỉ rà. Ê tụi bay, coi thằng cô hồn nào dám chở cô y tá Thảo qua coi của huyện nhà vậy? Nó là thằng Sáu Khỏe, làm ở trạm cơ khí của lão Tư Sĩ. Sáng xỉn chiều sai đó con hai. Mẹ kiếp, nó chơi trội định chọc quê mình đó cậu. Lấy xuồng máy đuổi theo, dạy cho nó bài học thế nào là lễ độ. Đi. Thảo đừng lo, để xem chúng nó định giở trò gì. Đâm vô đi, mau lên. Tụi nó tập sát xuồng bên kia. Đâm thẳng vô xuồng của tao, lẹ lên. Đâm thẳng xuồng của tao, lẹ lên. Đâm vô. Thảo, nằm xuống, nhìn chắc vào. Sợ rồi. Cứu tao với tôi, cứu tao. Trời ơi, anh ơi, em lại anh, em lại anh. 1000 lại 100 lại anh. Muốn cái gì? Tha cho em. Dạ em lỡ dạy lần đầu, tha cho em. Em lại anh mà, em lại anh mà. Anh ơi, tha cho em. Anh ơi, tụi ơi, cứu tao. Hay quá. Cứu tao rồi tụi ơi. Cứu tao với chìm xuồng chết tao. Chìm xuồng chết tao à. Thảo à, chiều thứ bảy tôi qua rủ Thảo đi xem video nghe. Đi coi video hả? Bộ Thảo sợ chạm mặt với đám du côn cao bồi giường đó hả? Không, em chỉ sợ lôi thôi, rồi mất công mất lòng thôi hả? Chứ còn á hả, cái tụi du côn đó em đâu có ngán đâu. Anh cũng đâu có tè. Vậy mình đi hen. Chị Thảo à, bà hai chung rên là dữ quá. Em chờ chị sáng giờ. Chị mất chờ lãnh thuốc ở trên tỉnh á. Thôi em đem thuốc vô trước cho chị đi, để bà hai chị lo cho nha. Thảo, nhớ nghe. Chắc à, đừng có xù đó. Chiều thứ bảy tôi qua đón rồi nghe. Ừ, nhớ rồi. Trời đất ơi, trạm sửa chữa gì mà không khí như nhà máy tán vậy hả ông? Bà là sếp của tôi, nhưng tôi lại là sếp của cái trạm này, bà hiểu không? Tôi hiểu quá đi chứ ông chồng yêu quý của tôi. Vừa thôi, đủ rồi. Nè, từ sáng tới giờ ông chưa có vô sĩ nào phải không? Tôi đang chờ thằng Sáu Khỏe nó đem rượu về. Ý quên, nó đem mỡ bò, dầu nhớt về, tôi mới bắt tay vào việc chứ bà. Phải rồi, ông chờ dầu nhớt hay ông chờ thằng Sáu nó tiếp tế nước mắt quê hương? Thói quen, thành nếp đã mấy chục năm rồi. Dễ gì mà sớm một chiều mà tôi bỏ liền được bà. Giả lại tôi cũng đã hứa với bà là tôi bỏ từ từ mà. Thôi đi ông ơi, tôi nói thiệt nghe. Lời nói của ông á, như cá trê chui ống, như nước đổ lá muôn. Ai mà tin được, hả? Ông đã từng tuyên bố,
chưa vô sĩ nào thì chuyện gì ông cũng đun phải không? Vô một sĩ biến thành can đảm, đến sĩ thứ hai á hả là không sợ thủ trưởng có phải không? Sĩ thứ ba đó là không sợ ông trời, đến sĩ thứ tư á, sĩ thứ tư là sẽ đá vợ như suốt trái thanh long. Bởi vậy cho nên ông mới hãnh diện với đại danh là tư sĩ đó chứ gì. Trời ơi, nồi đồng son chảo ôi, bữa nay là cái ngày gì mà bà tụng kinh cầu an cho tôi dữ vậy hả bà? Chỉ vì tôi biết hồi sáng tới giờ ông chưa vô một sĩ nào, ông vẫn còn tỉnh táo cho nên tôi mới có lời khuyên vậy thôi. Nè nè nè, nói bà nghe, tôi xin thành thật tiếp thu lời nói có trọng lượng của bà. Thôi chết cha rồi. Gì vậy? Cháy tiêu cái nồi cá kho của tôi rồi. Trời ơi. Trời ơi, hồi sáng tới giờ tao chờ mày đem nhớt về để ráp mái quá trời quá đất. Dịch giật mày cái này nè. Trời đã. Sao khỏe? Gì vậy chú Tư? À, mày tên sao khỏe phải không? Mày khỏe lắm phải không? Bây giờ tao đố mày, mày làm sao mày kéo tao ra khỏi chỗ này thì cô y tá Thảo tao cưới cho mày. Còn mày mà làm không có được thì mày thua tao một canh đế bà điểm. Mày chịu không sao khỏe? Thôi không dám đâu chú Tư. Chạy đi, tao cho phép. Tới luôn. Tới luôn con. Cứu tao sao khỏe rồi. Cứu tao. Chắc tao chết quá. Quân đi ba. 16 18 22 mở lết. Lết được thì bấm. Nhanh lên, để lên đứa cái khác đi. 13 đi. Này là 14 chứ đâu phải là 13. Ây da, tới giờ cơm rồi, thầy trò ngừng tay đi. Ở đây tôi chỉ huy hay là bà Alero tu cu xin chú xịt. Không có dẫn mặt khó làm việc à, nghe không? Tôi đã dọn cơm rồi, mời ông và lũ trẻ vô ăn chứ có nói gì đâu. Tôi biểu màn đi vô trong. Làng chàng là tôi suốt một cú bên năng tiên là bà hết cơ hội lãi nhãi nghe chưa? Hay quá. Đâu rồi? Khỏe. Lại. Lần lại cái coi. Khỏe. Gài số rồi chạy thử một vòng quái.
Dạ, số 1 chạy thẳng luôn. Dạ. Vô. Ê, sao mày vậy? Đập giá rồi. Trời ơi, cứu sức khỏe. Trời ơi. Cứu sức khỏe. Cứu tôi với. Ôi, tránh ra. Tôi thắng không có được. Tránh ra đi. Tránh. Tôi đánh ra. Sao thắng không được? Có chạy gì kỳ vậy? Trái lỗi. Tránh ra. Trời ơi, con vừa mới đứa nhỏ. Chạy nè, tôi thắng không được nè. Tránh mau. Trời ơi. Liệu nó có phải chuyển lên bệnh viện tỉnh không con? Không có sao đâu bác. Con đã khám kỹ cho ảnh lắm rồi. Ảnh chỉ bị sơ sài ngoài da thôi. Tại vì con chích thuốc ngủ cho ảnh ngủ. Mày với nó hợp lắm đó. Tội nghiệp chú Tư Sĩ. Từ sáng tới giờ bị thêm tụng cho một trận nên thân. Đó, ông thấy đó. Bây giờ ông đã thấm cái sĩ thứ tư của ông chưa? Tôi thấm quá rồi con... chứ. Đâu có phải đợi bà đai nghiến trách móc hay rầy la tôi. Lại đây. Tôi thấm tôi hồi khuya lận bà. Ông thấm cái gì? Một người thợ chánh có tay nghề giỏi như ông á, nếu mà không bị ma men nhập á, thì là đâu đến nỗi rắp lộn hồ số, khiến cho thằng đệ tử ruột của ông xém chút xíu nữa là theo ông theo bà rồi. Tề Thiên Tam Tạng còn mắc sai lầm, hào huống chi tôi là con người, chứ có phải là thánh mà không sai lầm bà. Đành là vậy. Nhưng Tề Thiên Tam Tạng có bao giờ sai lầm gì rượu đâu. Sao? Ông định lý sự để chạy tội hả? Không phải vậy đâu bà ơi. Ngoài trách nhiệm dạy nghề cho nó còn là con nuôi của tôi nữa. Bởi vậy cho nên tội của tôi nó nặng gấp 2 lần. Bà hiểu chưa? Thầy hay mạnh, ba có thằng Sáu khỏe. Năm xưa là đại ân của vợ chồng mình. Chắc ông không quên chứ? Con vật còn nhớ ơn người. Huống hồ gì tôi. Thôi, tôi xin lỗi ông đó. Thôi bây giờ mình vào thăm nó lẹ lên đi. Đây là đâu vậy Thảo? Con đã khỏe chưa con? Tên con là sao khỏe mà ma? Hồi chiều má nói, thấy sáng nào anh cũng đưa em đi làm. Lúc anh bệnh, em thức khuya chăm sóc. Má hỏi hai đứa mình thấy làm sao. Đặng má tính. Tính cái gì hả anh? Thì tính chuyện đó đó. Chúng mình quen nhau đã mấy năm rồi đó. Hình như vẫn chưa đủ để chứng tỏ là... Vậy bây giờ em muốn anh làm gì để chứng tỏ? Anh nói thiệt, anh thương em lắm đó. Thương? Vậy tại sao quen nhau lâu rồi mà anh không dám? Dám cái gì? Em nói dám cái gì? Không dám hôn em. Hôn nhau trước đám cưới à? Đưa em cho phép cho anh hôn rồi.
mà thôi. Để đám cưới hôn luôn đi anh. Ừ, anh cũng thấy vậy. Đám cưới rồi hôn luôn đi. Mà nhớ nghe, tôi đi thành phố, ở nhà không được hôn ai à nghe. Hay gần chết, kể em chuyện nghe. Ghét cái mồ. Thôi tôi về, tôi không đi đâu nữa. Đừng giận mà em. Đi anh. Sợ là tụi mình về bị tối đó. Tối nay trời có trăng mà. Em sợ gì? Còn ai đi? Có ai? Tao hả? Lòng quá. Mày đó. Tôi sao? Tôi con xì chơi sang. Còn ai? Tiếp nè. Ba cây nè đó. Trời mày chết. Còn ai đi? Còn ai? Thảo à, hay là sau vụ hè thu này anh sẽ gom tiền đi thành phố mua đầu mái, tivi màu để làm sính lễ rước dâu với em nghe. Nhưng mà anh đâu còn có dịp dẫn em đi như vậy nữa. Kính thưa quý bà con cô bác, đêm nay chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu cùng quý bà con cô bác tại sân đình chúng ta. Đặc biệt đêm nay đặc biệt chúng tôi xin trình chiếu bộ phim Thăng Long Đệ Nhất Kiếm với các diễn viên hùng hậu nổi tiếng hiện nay: Lý Hùng, Diễm Hương, Mộng Dân, Công Hậu, Lê Kim Bách, với sự chỉ đạo võ thuật của võ sư Lý Quỳnh. Kính thưa quý vị, mời quý vị đến xem, mời cô bác đến xem và giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Đặc biệt đêm nay tại sân đình chúng ta, chúng tôi xin giới thiệu. Em muốn không? Bộ phim giả sử võ thuật Việt Nam Thăng Long Đệ Nhất Kiếm. Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý bà con cô bác bộ phim Thăng Long Đệ Nhất Kiếm sẽ được trình chiếu vào đêm nay với các diễn viên nổi tiếng hiện nay. Đi vô coi đi. Mộng Dân, Lý Hùng, Công Hậu, Lê Công Quốc. Tên Sáu khỏe và người đẹp kia, nó khiêu khích mình đó. Cậu cho đàn em máu trả máu, phục thù đi. Đi, chơi luôn. Bệnh gì cơ? Yeah.
Ê người anh em, rừng nào cọp nấy nha. Tôi là người, đâu phải là cọp. Giang sơn nào anh hùng nấy. Ở đây không phải là nhà chứa mà cũng không cho mướn phòng ngủ. Chàng ra đi muôn đời không trở bước. Dạ thưa cậu hai. Đây là quán cà phê. Nhưng mà tao không muốn thấy cái bộ mặt hãm tài của mày lãng vãng trong khu vực này. Anh về đi. Về thì về, uống hết nước rồi về. Ê. Về là khôn đó con. Năm xưa ông già mày là võ sư danh tiếng, còn chạy mặt cái vùng này đó. Nè, không được đụng đến cha tôi à nghe. Anh. Cha của mày là cái thá gì? Một con chó ghẻ già không hơn không kém. Thôi anh, mày thôi mà. Tao nói cho mày biết nghe. Còn mày á, mày là cái thứ chó cậy gần nhà. Đi về mà. Đi anh. Ông nội tụi bay. Tụi bay, đánh chết mẹ nó cho tao. Đánh chết mẹ nó luôn đi. Cha nó luôn. Mày chạy vào. Cản mà, tao đừng có cản. Con thêm lần chót, cố nhớ nghe con. Má nói đi nói lại tới 3 lần rồi. Con nhớ như học thuộc lòng, khỏi nhắc lại. Hoài. Anh, tánh anh hay quên trước quên sau, ruột để ngoài da. Má nói vậy là đúng rồi. Sài Gòn là nơi đầy dẫy những quỷ quái tinh ranh, lường gạt trăm mưu ngàn cách. Tánh con thì hiền lành, tốt bụng lại dễ tin, nên dễ mắc vào cạm bẫy yêu ma quỷ quá. Má nói hoài, con thuộc lòng rồi mà. Con xin lỗi má, con nói giỡn mà. Anh nói anh nhớ hết hả? Vậy em hỏi anh nè, nhà dì Mười em ở thành phố á, ở đường gì số mấy phường nào anh biết không? Đã có bức thư em ghi rõ rồi, đến nó dở ra coi, cần gì nhớ để nhức đầu. Vậy bức thư đó con cất ở đâu? Đó là bồ hộ mệnh, còn cất kỹ lắm. Má khỏi lo. Đây nè ông. Thơ nè.
con biết tính mình hay quên, nên để bồ hộ mệnh chung với tiền cho chắc ăn hơn. Chờ một chút nha anh. Em ở nhà chăm sóc má giùm anh nghe. Con đi thôi má. Cẩn thận nha. Đi bao về nha. Tôi sáu khỏe, con và hai mạnh. Trời ơi, anh Sáu, anh không nhớ em sao? Em là Tuyết, con của bà Năm Đen, cháu của ba Mông nè. Không nhớ hả? Ông ba Mông? Ừ. Đâu có ông ba Mông. Có ông ba Mông ở dàm nhỏ à? Ba Mông? Đúng rồi, em lộn. Ông ba Mông là ông ngoại của em. Anh ở dưới mới lên chơi phải không? Ôi nặng quá à. Anh Sáu làm ơn xách tiếp giùm em đi. Em không dám nhờ tụi bốc xếp. Đi xách giùm đi mà. Đi. Lâu quá em mới gặp được đồng hương. Em mừng ghê vậy á. Hiền lành dễ thương nha anh. Em thích lắm. Trên xe em mệt quá à. Hay là mình vô quán kiếm gì uống đi anh nha. Để em còn hỏi thăm chuyện gia đình nữa. Em bao mà. Đi. Thôi tôi uống đâu. Cái anh này. Đi anh. Đi. Đi. Đi mà. Ngồi xuống đi. Em muốn chanh muối. Anh Sao uống gì em kêu luôn cho. Trà đá. Ai uống trà đá. Cà phê đá nghe. Một chanh muối, một cà phê đá, một gói con mèo. Trời, nó lấy túi xách của tôi rồi. À.
Chết tôi rồi, nó lấy hết tiền của tôi rồi. Nè cô, cái ông này làm gì níu dây người ta, kỳ không? Em chiêu đãi miễn phí mà. Anh, trời ơi, anh đẹp trai quá à. Đây với em đây, em lấy giá rẻ bình dân à. Trời ơi, hàng xịn nè. Em mới ra nghề 4 năm nay thôi. Anh chế hả? Anh trời Phật, con gái gì kỳ cục vậy? Được mi chùa mà không biết cảm ơn, con người đẹp trai mà không biết lịch sự gì hết. Ê, kép nhí của em đó, sao chị dám mi Romeo của em? Mình ơi, mình là kép của em hay là Romeo của nó? Tránh ra là quỷ sứ. Romeo của tao. Trời ơi, của tao mà. Của tao, tao. Của tao, tao. Thôi, trời ơi, ta. Tôi là hai bà. Cũng tại mày, mày phá đám là mất mối của tao. Khước cô hồn kép ngon cơm, đứa nào nhanh tay lại con mắt là đứa đó chớp à. Mày hả? Mày là cái đồ ế độ. Con đỡ hơn mày, mày là thứ héo hàng. Còn mày hả? Còn mày hả? Là cái đồ, cái thứ xe hai thì sang ba nhớ. Kệ tao, còn mày là thứ đa hệ. Ban, xe cam, bên nào test xe. Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Xem xem. Đi anh. Ha ha!
Nhiều lắm. Để tôi. Anh Mập, đừng đuổi theo, bắt tụi nó. Cứu tụi nó đông quá trời ơi. Lẹ lên. Lẹ. Chạy đi. Ai chè bột khoai nước dừa đường cát không? Anh Sáu dùng thêm nữa đi, xin cứ tự nhiên. Chúng mình đã là anh em kết nghĩa rồi thì còn gì nữa mà khách sáo. Ăn thêm nữa nghe anh Sáu. Bảy tô rồi, no muốn chết. Tôi mà còn đói tôi ăn thêm nữa, khách khứa gì. Chú Hai à, hủ tiếu của chú ngon bá phát nha. Phải là ba phát ba chay chứ. Hủ tiếu của Ngộ làm ở Hồng Kông, bên Hồng Chợ Lớn á mà. Lũ bây toàn đồ vô dụng. Bốn đứa mà không hạ được thằng Mập, con trai lão Võ Sư Trần, còn mang đầu máu về đây làm ô danh cái võ đường này. Thưa thầy, chúng nó có tới hai đứa, mà thằng thứ hai này xuất hiện bất ngờ, lại sức khỏe vô cùng. Lão, võ đường diệt quyền đạo của lão Trần, ngoài thằng Mập con lão, chỉ còn một thằng đệ tử tên là Hải Thần. Làm gì con thằng nào? Bẩm thầy, chúng con không dám nói láo. Quả thật, thằng này không phải thằng Hải Thần, nhưng nó lợi hại lắm mà. Thôi được, để thầy cho đi kiểm tra lại, cho tụi bay nghỉ tập 3 ngày để trị vết thương. Dạ. Nhắn với các môn sinh phải biết tôn trọng pháp luật, không được làm điều gì càng quấy.
nghe chưa? Các con luôn ghi nhớ, võ thuật không phải là trò chơi giải trí hay là phương tiện để hiếp đáp kẻ yếu, mà là phương pháp để rèn luyện thân thể tuyệt vời, là phương thuốc hỗ trợ cho tinh thần hữu hiệu, nâng cao ý chí và hoàn thiện nhân cách. Cái hay của võ thuật không phải là những ngọn đòn, những chiêu thức quyền cước, mà điều quan trọng cơ bản là học đạo, đạo làm người. Sở dĩ hôm nay thầy nhắc lại với các con về tôn chỉ của võ đường ta, vì mới hôm qua con trai của thầy đã bị bọn xấu đón đường hãm hại. Ai mà gan quá vậy? Hành động này có nhiều mục đích. Trước hết là giết dần lực lượng của ta trong đợt thi võ đài sắp tới. Bây giờ tính sao? May thay, Trần Đại được một chàng trai tốt bụng cứu. Thầy sẽ giới thiệu cho các con một thanh niên không phải võ sĩ, nhưng mang trong mình tinh thần thượng võ cao đẹp vô cùng. Anh bạn ân nhân của chúng ta tên là... Dạ tên Sáu Khỏe, học thợ máy ở trạm sửa chữa nông cơ ở Dàm Tân. Nếu mà các bạn chứng kiến trận đánh hồi hôm với băng Ba Ca thì các bạn sẽ thấy tinh thần võ sĩ đạo của anh Sáu như thế nào. Mục đích của người có võ là để tự vệ, diệt bạo trừ gian, giúp người cô thế. À, chính là cái nhà này rồi chứ không đâu hết á. Có phải nhà võ sư Trần không? Vâng, chính tôi đây. Chẳng hay có chuyện gì với bà. Nè, ông coi nè, con tôi nè, nó bị thằng võ sĩ mập như con trâu, học trò của ông, đánh như vậy nè. Bây giờ ông tính sao? Hãy đưa anh ta vô nhà, lấy thuốc chữa trị cho mau. Đi anh, vô đây anh. Anh vô đi đi. Chuyện xảy ra như thế nào? Và sao bà lại tin chắc rằng học trò của tôi đánh con bà? Cậu ấy uống rượu ở quán cô Hồng, gây lộn tùm lum mà. Con tôi càng cái quánh con tôi à. Xin bà nói rõ, mặt mũi nó như thế nào? Bà con dùng xa cảng Phú Lâm này, ai không biết nó là thằng Hải Thần, học trò số 1 của ông. Anh có chắc người đánh anh trọng thương là võ sĩ Hải Thần không? Cả vùng Phú Lâm Bình Chánh ai mà không biết Hải Thần, du quậy ở các quán bia hôm. Tôi hoàn toàn nhận lỗi với bà Tư. Mũi dại lái phải chịu đòn. Võ đường này sẽ không bao giờ chấp nhận một võ sinh có hành động côn đồ du đảng. Thầy khỏi phải dùng tiếng đuổi, vì tôi đã quyết định ra khỏi cái lò võ phong kiến kiểu chùa Thiếu Lâm cổ lỗ lạc hậu này rồi. Thế giới bây giờ là thời đại của Lâm Bồ, của siêu nhân, chứ không là thời võ thuật của Khổng Tử. Cái võ đường diệt quyền đạo này nên phế thải theo những dụng cụ lạc hậu này đi. Thảo Hồng Lao, suốt đời như vậy.
Ba Ca có thể hạ được thằng Mập, nhưng kiến lửa kiến càng của ta không phải là đối thủ của thằng Hải Thần, nên ta đang lo. Ba nè, ba đừng lo, ba kiên trí lớn. Con đã mời được vị tiền bối thầy Ngải trên núi Thất Sơn về đây hỗ trợ cho Võ Đường quỷ kiến sâu của chúng ta rồi đó. Cô hai là người có mắt tin đời, lại ăn hiền ở lành, nên tao chẳng ngại đường xa xa xôi, ngăn sông cách núi, từ Thất Sơn xuống tới Sài Gòn. Đây là tam ngải trong thất độc. Chai này là ngải khóc, chai này là ngải cười, còn đây là ngải ngứa. Lại đây, lại đây. Đây. Rồi bây giờ xin mời chú em thử vận công trong vài giây, hiệu quả sẽ thấy ngay. Ngứa hả? Đó, các người thử nghĩ xem, tới khi thượng đài, đối thủ của ta trúng một trong ba thứ ngải này, thì lúc đó chúng ta tha hồ mà. Đi tắm hết ngay. Dạ thưa, tôi là Hải Thần, đến đây không phải để khiêu khích, mà đến để bái sư. Xin khoác áo Võ Đường quỷ kiến sâu. Hải Thần, muốn gì xin nhắc lại. Nam Mô Hải Thần, đã thề ly khai diệt quyền đạo, đến đây xin gia nhập làm đệ tử quỷ kiến sâu. Anh. Thank you.
Anh Sáu đi đang sâu tắm nữa đi. Đi đi. Đi đi. Anh hiểu cho tôi. Trang. Chà, chỉ vì cái thằng nhà quê này mà em bỏ rơi tôi. Alo, Mộc Dung nghe đây. Xin lỗi, ai đầu dây đó? À, Thùy Trang đó hả? Anh Đại đâu? Chị Dung ơi, anh Đại đang bận luyện tập với ba. Anh dặn em lấy xe đi đón chị. Chị hát được chưa? Mới vừa xong. Đừng buồn nữa, chút xíu em đến ngay. Khoảng 10 phút thôi à, chờ em nha. Ok. Thank you.
Ba. Cháu nhớ ra rồi, lúc cháu nghe điện thoại dường như có một tên của bọn Ba Ca, chắc chắn là người của võ đường Quỷ Kiến Sầu. Ba không biết bọn chúng bắt cóc Thùy Trang là để đe dọa võ đường, hay là mình theo dõi lại bọn chúng, đêm nào bọn chúng cũng đến chỗ cháu say sưa cả. Mình cứ theo dõi tụi nó hoài, thế nào cũng tìm ra manh mối của tụi nó. Ủa, anh Mập. Hả? Mình đi thôi. Đi. Anh Mập. Tao về trước, chuẩn bị cho đại ca hải thần. Tụi bay ở đây tiếp tục theo dõi, có điều kiện cứ ra tay nghe. Mấy giống của Thùy Trang ở đâu? Có khai không? Anh đi đâu vậy? Anh trông theo với em. Anh đi chuyện riêng, độ một giờ thôi. Chuyện riêng gì? Chuyện riêng với Bồ Nhí phải không? Bồ bịch gì? Chỉ ghen bậy không à? Nè, đi lâu quá một tiếng hả? Làm để sẵn một lưỡi axit cho anh nghe. Ok, được rồi mà, không quá 60 phút đâu. À.
Anh canh dừng đây, tôi vô cho. Không nhìn nể đại ca thì mày không được yên thân từ hôm qua đến nay đâu. Chỉ một vài phút nữa thôi, đại ca tới thì mày sẽ nếm đủ mùi đời, nghe chưa cưng? Thì mày sẽ nếm đủ mùi đời, nghe chưa cưng? Trang. Ba, ba ơi, không có anh Sáu đây chắc con không còn gặp ba nữa đâu. Võ Đường rất mừng vì cháu đây đúng là ân nhân, bác rất mong có dịp sẽ đền ơn.
Thưa bác, cháu thấy việc làm này là bình thường thôi. Huống chi cô Trang và anh đây đối xử với cháu rất tốt. Trong lúc cháu đang... Anh Sáu đừng kể nữa. Việc này để từ từ tụi em lo cho. Dạ, tôi không dám làm phiền cả nhà nữa đâu. Cháu xin phép bác, ngày mai cháu về quê. Mẹ cháu nhà một mình, không ai chăm sóc. Việc cũng lỡ rồi. Cháu ở đây vài hôm nữa, cuộc thi xong rồi, bác sẽ liệu cho. Cậu ở đây để cổ võ cho mình trong cuộc thi sắp tới chứ. Hả? Nha. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Hiệp thứ hai bắt đầu.
ban tổ chức xin giới thiệu võ sĩ Hải Thần thuộc võ đường Quỷ Kiến Sầu, được mệnh danh là võ sĩ Bách Chiến Bách Thăng. Hey, võ sĩ Hải Thần. Chúng tôi xin nhắc lại, võ sĩ Hải Thần được mệnh danh là võ sĩ và đây võ sĩ Sáu Khỏe cùng võ đường Viên Quyền Đạo, người đã đánh đấu với võ sĩ Hải Thần. Ban tổ chức xin nhắc lại, người đã đánh đấu với võ sĩ Hải Thần là võ sĩ Sáu Khỏe cùng võ đường Viên Quyền Đạo. Chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Mời ban tổ chức lên trao giải cho võ sĩ Sáu Khỏe.
bây giờ chúng ta hãy chúc mừng võ sĩ Sáu Khỏe. Võ sĩ Sáu Khỏe đã oanh liệt hạ nóc ao võ sĩ Hải Thần sau 3 hiệp thi đấu. Hôm nay là ngày mừng thắng lợi của võ đường Việt Quyền Đạo, cũng là ngày lưu luyến tiễn đưa để sáng mai cháu Khỏe về quê. Xin thay mặt toàn võ đường cảm ơn cháu Khỏe đã đem lại vinh dự cho võ đường này. Thưa bác, bác đã nói vậy thì cháu không biết nói gì hơn. Cháu đã xa nhà quá lâu, chắc má cháu lo lắm nên cháu phải về. Đây không chỉ là công của cháu mà còn là sự dạy dỗ và cổ vũ của bác nữa. Và cuối cùng, cháu xin chúc bác và anh chị em mạnh khỏe, võ đường mạnh lên. Dạ, xin hết. Còn đây là quà tặng của võ đường cho cháu, bác mong cháu được từ chối. Đó là bọn đã làm nhục và phá nát võ đường của mình. Tôi về hết mùa lúa, gần Tết tôi sẽ lên thăm võ đường và các bạn. Anh Sáu đi đường nhớ cẩn thận nha. Lần này có ai mời vàng tôi cũng không uống nữa, Trang yên tâm. Về quê anh Sáu nhớ, nhớ cho em nhanh Sáu. Nhớ, nhớ nhiều lắm. Về mạnh giỏi nha anh Sáu. Đừng buồn nữa Trang à, mình sẽ gặp lại anh ta thôi. Anh ấy là một người tốt bụng hiếm có. Trang xem kìa, không biết bọn chúng định giở trò gì nữa đây. Em lấy xe về báo tin cho ba anh. Anh và Trang theo dõi còn bọn chúng định làm gì. Hey!
Dừng lại đi, dừng lại. Nó kìa. Mẹ mày, chết mày chưa? Mẹ mày. Thằng nào quýnh sao khỏe đâu? Thằng nào? Chết chưa con? Cảm ơn các bạn nhiều nha. Thùy Trang về mình giỏi nha. Hẹn gặp lại.